Ủy ban Nhân dân Quyền Thọ Sơn vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân Quyền đã triển khai đồng bộ đên quạt kịp thời các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Kết quả có 41 đầu công việc thực hiện hoàn thành, đạt tỷ lệ 93,2%. Năm 2023, huyện Thoại Sơn ban hành chương trình công tác chi 58 đầu công việc với nhiều nhiệm vụ quan trọng là tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của huyện theo chương trình mỗi xã một sản phẩm, đầu tư các công trình trọng điểm có tính đột phá và lan tỏa nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa sự kiện lễ hội từ quyền đến cơ sở đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch dịp này có 17 tập thể được ủy ban nhân dân quyền khen thưởng vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội và chương trình công tác năm 2022.